Ơi, bà đừng có giận tôi nghe bà Tám. Thiệt tình á, để mà tố cáo người bạn thân nhất của mình á, tôi cũng đau lòng, tôi cũng xót xa, tôi khó chịu lắm. Cho nên bà đừng có giận tôi nha. Trời ơi, sao bà nhìn tôi bằng ánh mắt kia mà ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Đừng nói là định thủ tiêu tôi nha. Thôi, vô thăm mà bà không muốn thì tôi đi về. Bà bé Năm, bà đứng lại. Kêu tôi hả? Ừ. Nãy giờ tôi giận với bà đó, tôi đâu có giận gì bà đâu. Trời đất ơi, tưởng tôi giận hả? Tưởng giận không thấy không ngó ngà cái mặt tôi ghê quá hả? Đó, giả bộ á. Các bà làm sao? Trời ơi, tim tôi muốn rớt ra ngoài luôn á. Sợ hả? Vậy là không giận tôi phải không? Không, đâu có giận. Thật ra có một mình bà là bạn thân với tôi mà. Giận gì? Anh nghe nè. Gì? Bà ở ngoài. Ừ. Bà đợi tôi. Đủ gì? Ra tù xong sao? Tôi với bà Tám tiếp. Nghe nè, ở trong này đáng cải tạo tốt không? Nên được khoan hồng rồi ra tù sớm hay không? Biết rồi. Rồi về nhà ghé nhà tôi, hai đứa mình Tám tiếp nghe. Biết chắc mà. Nhiều chuyện để nói lắm á. Cuộc đời tôi có mình bà là bạn thân, tôi hiểu, tôi biết mà. Ráng đi nha, chờ tôi nha. Tôi chờ. Biết bà không giận tôi mừng quá. Tôi không có giận bà đâu. Bà ơi. Ủa, mấy con có thấy mà, mẹ con đau không? Dạ. Ủa, mẹ đi thăm bà Tám Gai rồi sao á? Trời ơi, kiếm vòng vòng không có, tưởng gì đi thăm bà Tám Gai. Mà cái bà đó ở tù rồi cũng ráng mà kêu ra đi thăm đi Tám mà. Bà. Hả? Cái ông bác sĩ đông y người Úc á, bây giờ được lên báo rồi nè bà. Vậy hả? Nè, bà coi đi. Bà có biết đọc báo tiếng Anh đâu. Anh nói sao vậy? Ba biết tiếng Anh chứ bộ. Anh không biết hả? Ủa? Bà biết tiếng Anh hả ba? Ừ. Ba. Chưa, bà không có kiến. Bà không có kiến đây không thấy gì. Dễ lắm. Cái này mình đó. Mình bóc phóng bự lên được. Nè, đó bà coi đi. Phóng ra cái chữ nó bự như vậy nè. Cái chữ đó chắc bà thấy rồi đó. Sao ba? Thấy tốt không ba? Tốt tốt. Nhưng mà ba coi kỹ lại coi. Con thấy hình như nó có cái gì đó hơi sai sai á. Ừ, bà cũng thấy nó sai sai hay sao? Nhưng mà cái này không biết là sai là do người viết hay là do cái ông bác sĩ đó sai ta. Thầy con thì cái sai ở đâu? Do ai? Con hả? Con nghĩ chắc do người viết quá. Đó, bà cũng nghĩ là do người viết đó. Nếu mà do người viết như vậy á, mình phải góp ý chứ đúng không bà? Đúng rồi, phải góp ý. Góp ý để cho người ta sửa lại chứ. Đúng, 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 con nói đúng. Vậy thôi, để con gọi điện thoại cho phóng viên đó nha. Có gì ba nói chuyện nha ba. Phóng viên nước ngoài hả? Dạ. Ôi trời, ba đau bụng á. Dạ, xin lỗi. Ba. Oh, sorry, wait a second. Ba ơi. Trời ơi, chút xíu chết. Cuộc đi tới idol ác thiệt chứ. Rồi mình rành tiếng Anh là sao? Ấy chứ mà bài báo nó nói cái gì hết trời. Không hiểu. Ây da. Ba ơi. Thôi ba. Mời ba nói chuyện với phóng viên nước ngoài nè ba. Ba. Ủa sao ngủ nhanh vậy? Hello. Excuse me. Tôi phiếu chết liền. Ê, Như My. Ủa Minh, tôi tìm bạn sáng giờ luôn á, không thấy bạn. À, mình mới từ phòng học nhạc ra. Ủa, Như My biết đàn hả? Chắc đàn hay lắm hả? À, cũng bình thường à. Tôi muốn nghe Như My đàn quá à. Bữa nào Như My đàn tôi nghe nha. Ừ, vài bữa mình sẽ đàn cho bạn nghe nha. Yeah. Ừ, bây giờ mình vô học rồi, bye bye bạn nha. Bye Như My. Hey, Huy Minh, đi học môn thể dục của thầy Phúc kìa. Đẹp quá. Hey. Cái gì vậy? Hay à? Tôi, phải ông chứ bộ.
Ông nhìn gái mặt ngu thế hơn á. Mệt ông. Trời ơi, tôi nói ông nghe nè. Gì? Tôi mới phát hiện ra Du Mi vừa đẹp mà vừa biết đàn nữa. Trời ơi, người gì đâu mà hoàn hảo không. Thầy Phúc, sao em hù thầy không hết hồn vậy trơn à thầy Phúc? Cái gì vậy thầy? Thì cô hù, tôi giật mình cho cô vui đó. Trời ơi, thầy giật mình gì mà làm em hết hồn hết vía à. Ông mà thầy Phúc ơi. Ê, hai đứa kia. Hai cái đứa đây. Khoan, thầy Phúc. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Con Jun đó. Cái gì vậy? Con Jun. Trời, trời ơi. Cô sợ cái này hả? Bỏ liền chứ Linh. Sao mà tự nhiên em lấy hung dung em hù cô vậy? Em có biết mấy cái hành động này chỉ có học sinh cá biệt mới làm không hả? Ủa? Chứ cô không biết em là học sinh cá biệt hả? Ôi. Cái gì kỳ vậy? Mình hù người ta không có hết hồn. Người ta hù mình hết rồi. Ba ơi. À. Không ăn. Ừ. Ba ơi. À. Đây là trợ lý của John, giám đốc công ty dược phẩm mình sắp hợp tác đó ba. Oh. This is my father. Oh, nice to meet you. Sit down, please. Thank you. Ngồi đi ba. As I already told Miss Huan, my boss appreciates your help so much, so he would like to invite you and your wife and you and your husband yes. for a dinner at his place tonight. Can you all four make it and come today? Cô nói là John rất là cảm kích cái sự quan tâm của ba đối với lại công ty và John và có nhã ý mời vợ chồng con và vợ chồng ba tối nay đến nhà dùng cơm. Ba thấy sao? Trời đất ơi, làm như ba không hiểu tiếng Anh sao phải dịch. Được chứ. Vậy là ba nhận lời đúng không? Nhận rồi. Dạ. We can come tonight. Oh, that is great. So, I'm sorry I have to go now and it was really nice to see you all. So, goodbye. Yes. Goodbye. Ba ơi, để con tiễn cổ nha. Trời ơi. Tối nay đi gặp người nước ngoài.